con của ta giỏi lắm, quá là hổ phụ sanh hổ tử mà. Long mẫu xuất long nhi. Hay, hay lắm, con đã khá hơn nhiều rồi đó Vô Kỵ à. Có mẹ cha và nghĩa phụ hết lòng dạy dỗ thì con phải ráng học cho giỏi chứ. Danh sư xuất cao đồ mà, phải không nghĩa phụ? Ừ, nhưng đừng quá kiêu ngạo như thế nhóc con à. Dạ, con xin nghe lời dạy của nghĩa phụ. Mà nghĩa phụ nè, con đây chăm chỉ chuyên tâm, miệt mài siêng năng, nhân đang không màng, con quyết làm cha vui lòng. Thì nay á, thưởng con cái gì? Quà của cha thưởng bằng thanh đồ lông đau. Bằng lòng hay không? Có ai ngờ thanh lông đao thiên hạ vô địch lại được đại ca tạo thành đồ chơi cho Vô Kỵ. Thí Sơn, vì đại ca cưng Vô Kỵ mà. Nhưng nghĩa phụ à, con chỉ muốn đồ lông đao thật thôi à. Vô Kỵ à, đồ lông đao thật nó nguy hiểm vô cùng, đâu phải là thứ đồ chơi con nít. Con không chịu, con không chịu đâu nghĩa phụ. Vô Kỵ, con không được như thế, con hư lắm. Hân muội, thôi đừng la mắng nó, dẫu sao nó cũng là một đứa con nít mà. Đại ca, đại ca cứ chịu nó riết rồi nó sẽ hư. Vì Vô Kỵ là nguồn sống của Kim Mao Sư Dương Tạ Tôn này. Bao năm trời qua, nơi đảo quang ta nuôi oán hờn, vì tên thành khôn gia mang. Gieo cánh điều tàn, nghẹn ngào buồn than, phù thế ra tàn, nhìn hài nhi sơi chàng qua xa lìa dương thế, ta đây quyết tâm lên đường, mong sao tìm cứu nhân dược bao thâm thù. Nào ngờ đâu đã gây tương tàn bao điều ân oán, anh hùng gió trì âm không đua tranh. Quán hương cho thêm sầu khổ, hai cùng chia nhau buồn vui, thâm tình bên nhau bằng hữu chi giao. Lòng đạo xó
ngày xưa. Những tưởng không thể nào nguôi ngoai được. Nơi hải đảo xa xôi các bụi tuyết sương đã lấp vùi bao oán hận. Nay Trương gia đã ban cho ta tình thương cao quý mà bấy lâu nay ta thèm khát mong chờ. Đó là tiếng khóc trẻ thơ, là tình phụ tử thiêng liêng vô bến vô bờ. Vô kỷ là ước mơ, là hơi thở xua tan bao uất hờn nơi hải đảo quang sơ. Nhưng không thể nào ta vùi lấp tuổi thơ, hãy tìm mọi cách đưa nó về trung thổ. Đừng để khổ đời con, đừng vùi chôn mộng ước, vì nó là ánh sáng của đời huynh trong tâm tối mịt mờ. Gió bất đã thổi lên rồi. Thời cơ đã đến rồi, hy vọng của các em sớm thành hiện thực. Đại ca nói gì mà chúng em không hiểu? Ý của đại ca là sao? Thúy Sơn, Hân Muội, theo như ta quan sát, cứ độ 2 tháng thì gió bất sẽ thổi về hướng Trung Nguyên. Gió này sẽ giúp cho các em xuôi bè về trung thổ. Nhưng với một chiếc bè thì làm sao vượt qua muôn trùng biển cả? Các em yên tâm, thuyền của Thiên Ưng Giáo đang ở giữa biển khơi. Thiên Ưng Giáo? Phải. Huynh đã phát hiện được thuộc hạ của phái Thiên Ưng Giáo trôi dạt vào bờ vì cơn sóng biển. Họ được lệnh của Bạch Mi Ân Dương đi tìm tông tích của Hần Tổ Tổ. Phụ thân của muội à, hay quá. Nếu thế thì hy vọng của chúng ta sớm được đạt thành. Vô Kỷ, con sẽ được gặp ông ngoại, chúng ta sẽ về được Trung Nguyên. Vô Kỷ. Mẹ. Vô Kỷ con. Nghĩa phụ. Khi không có nghĩa phụ bên cạnh con, con hãy hiếu thảo với mẹ cha, siêng năng tập tành võ nghệ nghe con. Dạ, con xin nghe lời nghĩa phụ. Kìa, đại ca không đi với chúng em sao? Vì ta không muốn rời bỏ nơi đây, ta đã quen rồi nơi hải đảo. Không, con không đi. Con không muốn xa nghĩa phụ. Con không đi đâu cả nếu không có nghĩa phụ. Quỳnh có nghe con nói gì không? Chúng em cũng không đi khi bỏ Quỳnh một mình trên quan đảo. Đại ca, hãy đi cùng chúng em. Vô Kỵ nó cũng không thể rời xa nghĩa phụ. Vô Kỵ con. Phải đâu nghĩa phụ, hay là nghĩa phụ không còn thương Vô Kỵ nữa? Vô Kỵ, đừng cãi lời nghĩa phụ. Nghĩa phụ. Vô Kỵ con. Tình kiếm bằng bên nhau
chia niềm đau cách xa nơi nào. Quý công lên đường, nguyện thề đồng sanh cùng bên quân trường. Hãy mau lên đường, chớ sai lời ta. Nhà quên ơi, sao chúng em có thể bỏ ra đi để quên một mình nơi đảo quan cô lè. Bao năm tháng sẽ chia ngọt bùi cay đắng sống chết bên nhau sao nay nữa. Sợ các quần hùng nhân sĩ tìm ta tôn báo thù sẽ liên lụy chúng em. Vậy ta sẽ tìm nơi sơn giả ẩn thân, sống an phận mà tròn tình huynh nghĩa đề. Hãy để cho con thơ cận kề bên nghĩa phụ sớm tối, chăm lo phụng dưỡng cha già. Vậy thì cuộc sống có khác gì nơi linh xà đảo. Hoài bão của huynh các em cần thấu đáo, tương lai hài nhi là lẽ sống cho mình. Chúng em chẳng lên đường nếu không có hiền huynh, tà tôn này sẽ quyên sinh nếu các em còn bình sinh. Đại ca, con sẽ chết theo cha cho trọn tình hiếu thảo. Nhớ liều lĩnh ngông cuồng e lối đạo làm con. Gió bất đã thổi mạnh về hướng trung thổ. Tất cả hãy lên đường ngay. Nghĩa phụ. Đại ca, hãy đi mau đừng bình sinh. Huynh còn một tấm nguyện chưa hoàn thành, nên chưa thể rời khỏi nơi đây. Ẩn thân nơi linh xà đảo là để tìm hiểu bí mật đồ lòng đau. Chưa đạt thành ý nguyện nên ta không thể về trung thổ. Đại ca, đành thôi lìa xa đôi ngả. Nghĩa quân bao người anh mà tôi thương yêu bấy lâu nay phải cam rời xa. Hai phương đôi đường em về trung nguyên xót xa, để anh đầy quan đau cô đơn ngày đêm luôn ngóng chờ. Hận tu em tự lượng
Vô Kỳ. Hehehehe.